Đây là cái lỗ tai heo, lỗ tai với lại một nhưng nguyên một bên mặt á, mình mua về mình làm gỏi củ hủ dừa. Giờ mẹ mình cạo cho nó sạch rồi luộc. Ở nhà còn miếng tép phải không mẹ? Một lát con luộc tép rồi con gỡ ra trộn chung với cái này hả mẹ? Cái củ hủ dừa ngày hôm qua, cái tàu hủ dừa đó, có người gọi là củ hủ dừa, có người gọi là tàu hủ dừa, mình thì mình gọi là tàu hủ dừa. Hôm qua nhà đốn cây rồi còn dư cái tàu hủ, rồi mà lúc đó là chiều rồi, cũng chiều chiều rồi, nhà có làm đồ ăn sẵn rồi cho nên mình không có làm gì ăn kịp á, để bữa nay mình mới làm. Bữa nay mình sẽ trộn gỏi tàu hủ dừa với má heo, lỗ tai heo với mũi heo với lại tép cho gia đình mình ăn. Tép này là mẹ đậu vớn lên đó chứ không phải mua. Mà lỗ tai heo phải cắt cái lỗ tai nó, cái đường vô lỗ tai nó phải bỏ, nó hôi lắm. Nghe mẹ. Cục cứt gái. Cái đường vô chỗ não đó, đó vô tốt não. Mà mình phải cắt bỏ, nó hôi gình à. Trong thời gian mẹ mần lỗ tai thì con bắt nước lên sẵn cho mẹ nha mẹ, để nước mẹ luộc. Đậu. Bơi bơi vòng vòng dưới nước. Nay tháng mưa nè, nhúm lá dừa khó trái mẹ ơi. Cái dừa ẩm ẩm khó trái. Ở đây nhúm lá dừa chứ đâu phải đâu có lửa gì đâu mẹ. Có lá dừa, quê mình thì chỉ có lá dừa để nhúm lửa thôi. Ủa mẹ, về mấy chỗ khác là nhúm bằng gì? Hồi mình hớt thì nhúm bằng le. Le đi, như cái trúc gì mà đập được ra, mình giặt người ta bó, người ta để ra đi dành nhúm lửa, người ta đốt. Nếu lá dừa quá dễ trái hơn chứ. Mới nhúm dầu vô. Ủa mà cái cây đó dễ trái không mẹ? Có chỗ người ta nhúm bằng cái vỏ the nữa. Ủa khe gì đó. Ừ, hả? Rồi ở ngoài gì mười. Ở ngoài gì mười thì Bảo Lộc. Đà Lạt. Đà Lạt. Có thì nó xài là cái thông dầu. Cái thông dầu á mẹ. Cái thông dầu khô ngon chết luôn. Vừa ấy cái là nó bật phật lửa liền. Là cái thông dầu khác hay thông thường hả mẹ? Cái đó nó có dầu mà nó không dầu nữa mà nó bắt lửa dữ lắm. Mình thường cháy rừng, là nó đó. Vậy nhỏ nó dành đến lửa. Vậy mà nó bán ký, nó bán ký à. Mua mấy ký thì nó bán mấy ký vậy. Đâu có bán nguyên cây vậy, chắc là có chỗ nhúm mừng rơm lạ mẹ, chỗ trồng lúa nhiều quá thì phải nhúm mừng rơm quá. Bây giờ dân quyết bỏ mình xài nước ra để xài rơm gà rơm để bán tiền không á, mình mua cho bò ăn. Cái dừa này á, là cái dừa hôm qua mà đốn cái dừa lấy cái tàu hũ á, thì còn mấy cái tán này nè. Bây giờ mình dư mà mấy cái tán này cũng không bán được, nó cứ nó già, nó khô không khô, như khô như vậy á, thì bán được nè. Còn non non thì mình để ăn thôi, chứ có mấy tán cũng không bán được. Thì bây giờ mình chặt cái nước dừa này vô, mình lấy nước dừa lục tép. Chứ hồi nãy mình tính luộc nước không rồi, nhưng mà luộc thấy nhớ là có dừa dư nè thì mình luộc nó ngon hơn là tép luộc nước dừa. Nước nó sôi hồi nãy giờ nè, giờ mình bỏ vô đây một chút xíu muối. Rồi này.
Nồi này là để một lát luộc da đầu heo. Còn đâu? Còn bên đây á là nước dừa hồi nãy mình chặt. Thì một để một lát mình luộc tép, mình cũng bỏ vô đây một chút xíu muối để cho lột một lát mình lột tép ra nó dễ tróc. Đây là cái gỗ tép hồi sáng này mẹ mình đổ vớn nè. Rồi cái nồi nước này nó sôi rồi, giờ mình bỏ lỗ tai vô luôn. Bỏ lỗ tai chị ba vô hả? Ừ. Đây, lỗ tai. Đây. Cái lỗ mũi. Còn đây là cái lỗ cái lỗ miệng, cái lỗ ấy, cái lỗ ăn hả? Đó, mình đậy lại. Nước dừa này sâu chưa? Chưa, để chút xíu nữa. Cái nồi nước dừa này sôi luôn rồi, giờ mình bỏ tép vô mình luộc nha. Lát mình lột, lát cho qua lột tép nha qua. Hả? Nhiệm vụ của qua là lột tép á. Qua lột qua luôn nha. Ừ. Đây là cái thau nước, một lát mình cắt cái tàu hũ dừa này nè. Mình xắt ra nhuyễn xong bỏ vô thau nước cho nó trắng. Thì mình bỏ vô đây một chút chanh, vài trái chanh. Chanh này cũng ở nhà mình luôn, ở phía sau nhà mình á. Này nó chín vàng hết trơn, ngày mình hái mình để vô, đem vô để nó rụng rồi nó vỏ nó mỏng lét luôn. Dắt vô đại đi, khỏi cần lừa hộp gì hết. Để cái dở vô luôn, để dở luôn. Ừ. Không phải để gì á, cho nó cái hè hè hả bà ơi, cho nó còn chua lên bên. Cho nó trắng cái tàu hũ. Mẹ coi con tép nha mẹ. Bây giờ tỉa nè, hơi hông cái tàu hũ này ngày hôm qua đốn dừa đó mình để hôm nay mình mới ăn, cho nên là mình không có dạt kỹ cái này. Dạt kỹ thì nó chín chưa mẹ? Chín mà, bên này mình luộc một chút nữa đi cho nó chín đều ở trong mới trở lại nè. Tép chín chưa mẹ? Cái này còn già nhiều dữ lắm, tại ngày hôm qua mình chừa đó, cố tình mình chừa chứ thật ra ăn không hết đâu, ăn có xíu này à. Còn ở ngoài chợ hoặc là trong quán á, trong nhà hàng á, thì người ta ăn tới đây luôn nè hả thì. Ừ. Ăn tới khúc già luôn, chỗ nào mà sắt được mềm mềm là người ta ăn hết. Sắt được thôi chứ không cần ăn được. Chỉ cần sắt được là được á. Chỉ cần dao bén sắt được là coi như ăn được á hả? Ừ. Chứ một cái này người ta bán ăn rẻ nhất là cũng phải 300 ngàn. Dữ hả? Ừ. Nhớ hồi đó 200 mà. Nghe nó 100. Dữ vậy mẹ hả mẹ? Ở trên đường lên cầu Cổ Chiên á, người ta có bán á. Ơi, con nói người ta tẩy trắng tươi luôn á. Đúng rồi á. Ừ, người ta xếp, người ta cắt đẹp lắm, người ta cắt lên đó á, người ta cắt hình vòng tròn lên tới trên á. Hàng chi đem về hàng đó. Giống như cái mà người ta cắt giống như cái mục măng vậy biết không? Ừ. Trắng tươi à, đem vô nhà hàng hay là quán gì là món ăn á, người ta đem ra cho mình nó cũng trắng tươi rồi, rồi tẩy á. Với lại ăn để ý, tại vì người ta ăn người khác, người ta không biết, người ta đâu có biết là cái nó ngọt ra làm sao. Còn mình ở đây mình ăn mình biết rồi á, ăn mình biết nó ngọt hay lạc, chứ nó ăn lạc nhất thì không ngon lành gì đâu.
Cái này là nó mềm hơn mục măng này nè. Nhưng mà mình không ăn, mình bỏ. Mình chỉ là ăn cái khúc trứng giữa cái này thôi. Ok, mình làm sáng xấu thì chứ ăn tốt. Có cái lá không bà? Không có lá ở đây không? Bà ăn không? Bà xúc cho bà ăn. Ăn cái lá hồi nó mở miệng. Bùm bùm. Bùm bùm. À, chịu. Còn ngọt mà. Ngọt. Còn ngọt. Nhưng mà mình không ăn. Mình bẻ cái này ra mình dục luôn. Ăn nhiều mẹ để con làm mẹ. Mẹ ăn mẹ nhắm. Ăn vừa. Ăn đủ ăn trong nhận. Hai thôi chứ đâu có nhiều. Mẹ Bưng đi đâu hả? Mẹ đi được học tranh. Học tranh giùm mình. Chị ngon không? Ăn chứ. Để hồi ăn cái tim. Trái tim phải không? Cái tim chứ không phải là trái tim. Cái dừa, cái đọt dừa. Mà cái chỗ mà nói chung là cái chỗ ngon nhất á, là người ta gọi là cái tim. Cái này nè, mình mới để hôm qua nay thôi. Mà nếu mà bẻ xuống mà ăn liền á là ngon nhất. Nhưng mà mình để qua ngày là nó bớt ngon rồi. Còn ở trong tiệm chắc để cả chục ngày. Mẹ vừa là cái vỏ nè. Thấy mẹ. Trong tiệm chắc cả chục ngày nữa mẹ. Để có lo không được. Để nó để nguyên cái đầu vừa mà. Để xong cái nó xong để tẩy rồi vô cái nó tắm từ. Bia ăn bánh gì vậy? Ăn bánh ba. Cái đậu hũ dừa này chắc không xuất khẩu qua tới nước ngoài được đâu. Tại lâu quá. Cũng đâu có lâu, nếu mà xuất đi thì đâu, giống đâu như giống như gửi đồ thôi. Sao không được? Gửi ba đâu được không? Chỉ gửi tàu thôi. Mà gửi tàu biết bao mới tới. Ừ. Gửi tàu cả 5-10 bữa nữa hát. Tàu hủ dừa cũng là loại ra, mà dùng ra sạch. Ừ. Tinh khiết. Mấy tay nó chỉ chở người thôi chứ đâu chở mấy cái cây rau rồi đâu chở qua ăn thử qua. Ăn lưỡi mèo. Ừ, đâu ăn lưỡi mèo á. Chín nè. Bây giờ ba xác xong rồi qua xác nhuyễn lại giùm ba nha. Vậy thêm chút nữa, xác vậy là mỏng lắm luôn á. Vậy hả? Ừ. Vậy thêm chút nữa, nữa vậy nữa. Rồi. Nè. Xác dài ra vậy hả? Xác dài á. Ừ. Xác rộng sao? Đúng rồi. Ừ vậy đó. Kép rồi. Kép xong rồi. Mà hay sắt mà bỏ vô đây giùm em. Nãy chén nó chanh vô, dắt nó chanh vô rồi đó. Nhiệm vụ mình chỉ có sắt thôi. Té con đi xuống té. Xuống đi mẹ thơ. Nó coi mẹ nó làm cái gì đó. Con lại đi chơi mẹ không? Lại đi chơi không mẹ ẩm qua. Làm ba. Hả? Ba. Mẹ ấm vi. Mẹ ấm vi. Mẹ thấy cái miếng tàu hủ này ngon này có ăn không? Còn chưa ăn mẹ ăn mất rồi. Cảm ơn mẹ. Giỏi con. Giờ đầu lúc nãy thì chín là giờ mới dớt ra. Với cái người sắt mỏng hả mẹ? Người tộn với cu hủ. Liêu liêu lỗ tai heo. Hồi sáng này nè mẹ. Con có cái tàu hủ dừa không à? Cái con nhớ lại là nó rắn tươi à. Con mua thêm cần tàu.
mà không có, người ta kêu là dặn mới có, dặn người ta mới có đem về cho mình. Cái con mua đại củ cải đỏ với lại cái dưa leo này cho này tổng lại chung luôn đi cho có màu cho nó đẹp, tổng chung luôn. Tiền dì Tư thì lọt tép giùm mình, còn dì Hai thì sắt lỗ mũi với lỗ tai giùm mình. Hồi ơi, thương thương không? Thương mẹ không? Giỏi quá. Thương mẹ không? Có thương ba không? Rồi lại hồng tay tôi cái thương thương Tư. Để đi rửa hai này đi. Đi là lỗ tai với lỗ mũi. Đừng nhót nha. Ăn lỗ tai thì lỗ tai, còn ăn lỗ mũi thì nha. Bỏ ăn thử miếng làm tới da đầu này nè. Nó mềm mà nó giòn. Ngon. Nó bị dai không? Đừng ăn thử nữa nha. Hai cái này là sắt bỏ vô đây luôn không? Nào bỏ gì? Không, bỏ riêng. Bỏ riêng nữa. Nó đâu cần đâu. Mấy cái hộp này em dục luôn phải không? Mấy cái da đó của nó không? Cái da không? Đây gọt cái đó ra làm ba thành tam giác. Đâu cần phải chẻ làm hai rồi gọt ra. Ấy dưa leo cho có dưa leo củ cải cho có màu chơi vậy thôi, chứ món chính vẫn là tàu hũ dừa. Ủa tại sao có người kêu củ hũ dừa, có người kêu tàu hũ dừa hết ta? Mình thích đi tàu vào, thích kêu củ củ. Qua kêu gì? Thường thường kêu tàu hũ dừa. Mình ở Bến Tre thì mình kêu bằng tàu hũ dừa. Còn ở xứ khác không phải Bến Tre thì người ta kêu là củ hũ dừa. Còn hai thì hay kêu bằng cổ hũ dừa. Cổ lỗ sĩ dừa. Nhạc từ đâu bay tới? Ai mở nhạc cho mình thắng cho mình nghe hay ta? Chu chứ em. Ba cha còn Thu hả? Ừ, Thu. Chỉ chút nó qua, chắc chút nữa qua đào cái cây á. Bác để qua đào cây giùm mình. Mở thẳng mở nhạc để sẵn đi làm nghe hả? Cái lỗ mũi ăn ngon nhất. Vậy hả? Ngon hơn lỗ tai nhiều. Lỗ mũi là lỗ mũi bự. Mũi bự thì sang hết thôi. Còn má heo là cũng kế bên hả? Chính giữa lỗ mũi lỗ tai phải không? Má heo để cùng má con heo đó. Là xương đầu á. Nhưng mà thấy ngoài đường người ta để là cháo má heo, cháo má heo. Má heo là thịt nó mềm mềm á, nó đen đen nó mềm mềm á đúng không? Má heo là cái xương đầu của con heo nấu cháo. Kêu bằng cháo má heo, tại vì nó có cái cụ má, tập cái cụ xương đó. Tiền có để ý là cưng lọt tép, cái màu tép nó cũng tựa tựa với màu áo. Còn ba sắc dưa leo cũng tựa tựa mà không? Nữa hả? Nè, tựa với cái bông. Tép này nãy ai luộc hả? Chị ba luộc, mà mẹ vớt. Tép này mẹ đổ vớt nè. Nay mùa mưa, mưa xuống rồi cho nên đổ vớt cũng có mà. Tép thì có tép bạc trắng rồi. Thường thường mưa xuống mới có tép bạc trắng. Còn bình thường thì có tép bạc đất với tép bầu thôi. Tại sao tép bạc trắng và tép bạc đất mà không phải là tép bạc đen? Thì đất với tại đất màu đen. Mà sao với Dũng, đen? Với Dũng phải là bùn mới đúng, tép bạc bùn mới đúng. Bùn chứ bùn đâu mà bùn. Tép bạc bùn. Chị ba. Chị ba có coi cái clip thằng nhỏ nó tắm bùn chưa? Tắm bùn vào cầu tiêu. Tắm trắng. Cái này cục này mở thôi mà. Thôi để lại đi. Vậy để lại đi. Vậy để thằng em dắm. Lỗ tai, lỗ mũi. Có mùa tắc không Dung? Có. Nãy em mua hơn nửa ký tắc. Cái này gọi là gỏi củ hũ dừa tôm thịt hả? Tôm da chứ tôm thịt đâu mà thịt. Gỏi củ hũ dừa, tôm, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ chấm chấm chấm. Miệng. Tắc này hồi sáng mình mua hồi sáng nè, giờ mình vắt lấy nước. Mình cắt mình lấy vắt lấy nước mình làm gỏi. Ở đây. Đánh phần tôm 10% là sao? Thì 10% là tôm. 90% bột.
đi mua vịt bé thùng tôm 3.000. 3.000 là hồi đó 3.000 nhiều lắm, hồi đó kiếm 3.000 cũng cực nữa. Đâu có 3.000, hồi đó còn nhỏ xíu mà. Mua bé thùng tôm về chiên ăn vậy. Để mua một bánh vịt bánh kia hết 1.000 bạc rồi cũng tốn. 1.000 mà có 2-3 cái bánh à. Mà bé thùng tôm hồi đó nó có chút xíu à, nó chiên mà nó 1/4 cái này à. Ừ. Bánh xì nách á. Bánh xì nách 90% là không khí rồi. Không khí phải chi mà 90% là bột, ăn được 90% không khí là cũng không bỏ rồi. Ừ, còn này ăn được nhiều nè. Rồi được rồi Tiền ơi. Chị Tư đang lặt giùm mình lá rau găm. Một lát mình đi hái thêm lá quế nữa. À, còn bây giờ thì mình sẽ lọc tỏi. Cái gì? Lá quế là con rồng đó. Gì? Lá quế là con rồng mà. Thiệt không? Thiệt. Hèn chi nó ra được có mấy lá à? Em là phải sinh trị đó. Phải không? Ừ. Hèn chi mà. Hèn chi nó ra được có 2-3 lá. Không dám đâu, con chị hai bữa là gần hết luôn á. Vậy hả? Quê liu liu liu. Mẹ ơi, giờ con mẹ đi hái lá quế nha. Tiền niêm ba nha nè Tiền. Chứ ba đâu biết niêm đâu không? Đúng rồi, ba đâu biết niêm đâu. Giờ cân niêm đường với lại cái gì? Muối. Đường. Chút xíu muối à? Chút xíu muối, rồi chút xíu tỏi, chút xíu ớt. Cây quế này ăn được lâu chưa mẹ? Cây quế nó ăn được lâu chưa? Gốc bự ghê. Nãy giờ ba với mẹ đi hái rau nhà có uống dùng cái nước mắm này không? Ai thèm. Vậy có ăn dụng cái dĩa này không? Không. Phải không? Ba dặn là không được ăn. Hồi nãy ăn còn dính ăn mép rồi. Nãy ăn dính cái mép rồi. Hồi nãy là tại lộn cái ngứa ngứa gì nè, cái lấy tay phụ phủi gì nè, chứ có ăn đâu. Đừng có biện minh tôi ơi. Phải không? Mẹ rửa hả mẹ? Lấy. Cái đồ nhắc đâu rồi? Dạ. Dì Út giỏi lắm à, dì Út ra ngọc phộng giùm dì ba nè. Ớt hiếm. Ớt nhà mình á. Ớt này biết đâu không? Tủ lạnh. Ớt tủ lạnh chứ. Nó chín quá chịu nó nguyên. Tưởng tượng như là một cây lâm chơm nó đặt rất có trơn. Mà tưởng tượng chỉ mình ăn được. Ớt ngoài chợ người ta sẽ thúc lắm á. Thì nãy ba hái được 4-5 trái đó. Cũng có tươi. Hết mua rồi. Cây kia thì cây kia còn non, còn đang ra bông. Thời hôm hẳm trúng mùa, hái một bịch để tủ lạnh. Trúng mùa. Nay thất mùa rồi. Thất mùa ít bữa đó. Trời mưa cái đó lên à. Mình thấy gì lắm. Tội nghiệp quá không? Qua ngồi qua đứng qua gan đậu phộng mà đổ mồ hôi mép luôn. Khóc luôn á. Ừ. Tay nãy giờ lửa yếu gan hoài không chín. Ăn đậu phộng ngang lâu mà bà. Bây giờ đúng cái cây đó chị ba, đúng cái cây biết khéo qua trong qua ăn cho nó trái luôn tới qua. Biết khéo á, một cây thôi. Giờ chị Tư sẽ trộm gỏi. Rồi. Thấy cái gỗ đó là thấy ngập mặt rồi đó. Cái thao mà. Đây. Cái nhân nhật chính. Không, nhân nhật chính là tàu hũ dừa cưng ơi. Không phải cái lỗ tai lỗ mũi đâu. Không phải cái lỗ rồi. Thơm quá.
thơm mùi nước mắm. Ủa không không, nước gỏi chứ không phải nước mắm. Không có bỏ nước mắm vô đây, nãy em mình chỉ bỏ đường, bỏ muối với nước tắc thôi. Ừ, giỏi. Đây hả? À, nóng quá tạo. Ừ. Thế là thế. Trời ơi. Vậy đó mẹ ơi. Qua mẹ con qua rồi mẹ ơi. Vậy ai dám cưới nó? Còn nhỏ mà. Bay vô mặt quá trời mẹ. À, thổi cái nó hết cái đổ hết phần nữa mẹ. Thôi tả. Rồi gỏi em mình đã trộn xong rồi. Xin mời các bạn nha. Tiền chia chén chia đũa coi. Mẹ vô ngồi mẹ. Cái gì con? Tiền trộn á. Có gì chơi ăn tiền nha. Mẹ mẹ. Cái này của mẹ. Mẹ kêu ấy muỗng không có được. Gấp nó mới. Đây. Tiếng này của mẹ. Tặng thêm cái bánh khuyến mãi cho cái bánh phẩm. Úp ơi lên ăn này Úp ơi. Lên ăn nè Úp ơi. Để mày giúp cho em Huy cái. Nó kì rồi lên. Ăn ngon. Em bé cái nha. Ờ nãy không chừa lại miếng nữa lắm. Gì vậy? Mình chấm. Vậy vừa ăn cũng được rồi. Vừa ăn này khỏi chắc. Ừ. Gỏi này mình phải ăn kèm vậy nè. Thì là mới đúng bài. Đúng chất là của gỏi lỗ tai. Cổ hủ dừa. Lỗ tai tôm thịt cổ hủ dừa. Cổ hủ dừa. Lỗ tai tôm. Ủa? Lỗ tai tôm thịt cổ hủ dừa. Bến xe có hú dừa hả? Ừ. Ừ. Cái gì? Gỏi, lỗ tai, lỗ mũi, tôm, thịt, có tàu hú dừa. Có thịt. Sao không? Không ăn củ cải được. Ừ, không ăn thì cho chị Tư. Mọi người nha. Ủa, mấy người hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì mình chiên bếp lửa. Cái đó cho tiền 9,5 rồi. Chiên mọi người thấy hay cho tỉnh nó ra. Mà đúng rồi. Để anh gắt cho mẹ. Vậy không giòn nữa. Bỏ lửa chén rồi. Không giòn nữa. Ăn nó giòn mới ngon. Đây, để mình đây. Này mẹ chịu gì dùng biết không? Có đậu dừa, có đậu phộng thơm. Ăn hồi cái trứng hộp đậu phộng nó thơm. Múc á, cái muỗng múc á thì nó mới lên hộp đậu phộng. Chứ đắt con nó gớt ha. Chị ơi đi đâu với con? Nãy lưng qua nó ấy đậu phộng đi, bây giờ cái đầu còn dính nè. Con hả? Nó vừa thổi lên gió ngược vô mặt á. Bởi bởi đây là cái lưỡi tai nè. Hai tai mà nó ăn được hay vậy chứ. Con thấy tai mà nó ăn được. Thôi bây giờ gia đình mình ăn tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích thì các bạn bấm like và nút đăng ký để có thể xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào tạm biệt các bạn. Yeah.
Sao Bi Bi hả? Bi đây Bi. Bi 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 lại chào các bạn coi. Bye bye. Bye 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 hả con? Chào.